là một trong những cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ thông. Đường lên đỉnh Olympia lôi cuốn rất nhiều sự xem xét của người theo dõi trong mỗi số phát sóng. Mới đây nhất, ngay ở cuộc thi tháng trước tiên của quý thi Đường lên đỉnh Olympia năm 20, người theo dõi đã được chứng kiến bốn nhà leo núi thi đấu bùng nổ và cam go đến phút sau cùng. Đó là Nguyễn Xuân Huy Trung học phổ thông Thăng Long, Hà Nội, Nguyễn Bình Huy Trung học phổ thông Hoàng Bộ, Quảng Ninh, Trần Thiên Phúc Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Quân Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế. Cùng cán đích với 230 điểm, Nguyễn Xuân Huy phải nhờ đến câu hỏi thứ ba ở phần thi câu hỏi phụ mới vượt qua Hoàng Anh Quân để giành vòng nguyệt quế cuộc thi thắng Olympia. Bên cạnh phần thi câu hỏi phụ đầy căng thẳng, người ngưỡng mộ chương trình còn nhớ đến một câu hỏi khiến thí sinh lẫn người xem phải lắc đầu gì. Quá dài với một câu hỏi trong 20 giây. Cụ thể, câu hỏi trị giá 30 điểm thuộc phần thi về đích của Trần Thiên Phúc Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, có nội dung, đội dự tuyển cầu lông có 10 nữ, 7 nam, trong đó có hai tay vợt hàng đầu là Nguyễn Tiến Minh Nam và Vũ Thị Trang Nữ. Người ta cần lập một đội tuyển cầu lông gồm 3 nữ và 4 nam đi thi đấu quốc tế từ đội tuyển nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách lập sao cho trong đội tuyển có mặt chỉ một trong hai tay vợt danh tiếng này? Thí sinh chỉ có 20 giây vừa đọc đề, vừa suy nghĩ câu trả lời. Đường lên đỉnh Olympia kế tiếp gây tranh cãi khi ra bài toán dài ngoằng trong 20 giây, thậm chí kiến thức này thí sinh chưa được học. Trước câu hỏi này, Thiên Phúc đã không thể đưa ra đáp án đúng, còn với các thí sinh còn lại cùng không quyết định nhấn chung. Đáp án của chương trình đưa ra như sau, xét trường hợp chỉ có Minh, tức là chọn 3-6 nam và 3-9 nữ, suy ra có 1.680 cách chọn. Ở trường hợp chỉ có Trang, tức là chọn 4-6 nam, 2-9 nữ, suy ra có 540 cách chọn. Như vậy, đáp án sau cùng là 2.220 cách, Ngọc Huy đưa ra đáp án. Câu hỏi này ngay sau khi được dân mạng chia sẻ đã gây nên nhiều tranh cãi. Theo diễn đàn toán học Giới Nam, sở dĩ các thí sinh Olympia 20 không làm được các bài toán tổ hợp này là vì chưa học tới. Bởi tháng trước tiên của Olympia 20 được ghi hình sớm, trước khi học sinh lớp 11 học chân tổ hợp ở trên lớp khoảng giữa tháng 10 đến tháng 11. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng thời gian suy nghĩ và tính toán quá ngắn khi thí sinh chỉ có dõng dẹn 20 giây để vừa đọc vừa giải. Trước đó cũng trong số phát sóng này, Đường lên đỉnh Olympia đã gây tranh cãi khi cho thí sinh thi lại câu hỏi đã ra 5 năm trước. Cụ thể, ở cuộc thi tháng 1, quý thi năm thứ 20 vừa lên sóng chiều 13 tháng 10, câu hỏi loại nhạc nào thường được sử dụng làm nhạc đệm trong nghệ thuật dân ca dí, dặm nghệ tỉnh, từng hiện ra tại cuộc thi quý thi của Olympia năm thứ 15 với nội dung tương tự.